Việc thay đổi tên của luật căn cước công dân thành luật căn cước và thay đổi tên thẻ tương ứng đã thu hút sự quan tâm lớn trong quá trình dự thảo luật căn cước tại Quốc hội. So với kỳ họp thứ 5, khi nhiều ý kiến trái chiều, sau khi dự thảo luật căn cước được tiếp thu và giải trình chi tiết, đa số đại biểu Quốc hội đã ủng hộ việc thay đổi tên luật căn cước và thẻ căn cước, hướng đến việc sử dụng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Hải Dương, ủng hộ việc thay đổi tên thành luật căn cước mới. Theo bà, tên gọi mới này phản ánh đầy đủ những sự điều chỉnh và bổ sung chính sách tại dự án luật. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cũng nhấn mạnh rằng tên gọi luật căn cước thể hiện đúng mục tiêu quản lý căn cước để định danh và xác định danh tính cụ thể của từng người dân, đáp ứng nhu cầu quản lý căn cước ở Việt Nam hiện nay. Đây là một bước quan trọng trong việc quản lý toàn bộ xã hội và người dân sống tại Việt Nam, không để sót lọt bất kỳ cá nhân nào. Tên gọi luật căn cước công dân sẽ không thể hiện đủ chính sách sửa đổi và bổ sung tại dự thảo luật. Điều này cần thiết để đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý và tính nhân văn sâu sắc. Đại biểu cho rằng tên gọi luật căn cước công dân chỉ hạn chế quản lý căn cước đối với công dân Việt Nam, trong khi không đảm bảo quản lý căn cước đối với toàn bộ người dân tại Việt Nam. Việc loại bỏ cụm từ công dân không ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, quốc tịch và địa vị pháp lý của công dân. Vì những lý do này, nữ đại biểu ủng hộ thay đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước, nhấn mạnh rằng điều này thể hiện đúng bản chất của thẻ, là một tài liệu chứa thông tin về căn cước của mọi công dân. Việc thay đổi tên từ luật căn cước công dân thành luật căn cước không chỉ đảm bảo tính tương đồng với các quy định quốc tế mà còn thúc đẩy tính phổ quát, tạo cơ sở cho hội nhập quốc tế và việc công nhận giấy tờ căn cước giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Điều này giảm bớt cần phải sửa đổi và bổ sung luật khi Việt Nam ký kết thỏa thuận với các quốc gia khác để sử dụng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu cho di chuyển giữa các quốc gia trong khu vực. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng việc này không phát sinh thủ tục và chi phí mới hoặc tăng ngân sách nhà nước. Đại biểu Võ Mạnh Sơn cũng đồng tình rằng việc thay đổi tên luật căn cước là một phản ánh tự nhiên của công tác quản lý dân cư hiện nay. Ông lưu ý rằng đối tượng của luật không chỉ bao gồm công dân Việt Nam mà còn bao gồm người gốc Việt đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định quốc tịch, bao gồm người di cư tự do sống ven biên giới Việt Nam với các nước láng giềng. Ngoài ra, việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước để giảm giấy tờ được đánh giá tích cực. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng cho biết rằng dự thảo luật bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin ổn định vào thẻ căn cước tài khoản định danh điện tử. Ông cho rằng thẻ căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vì vậy, việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước sẽ giảm số lượng giấy tờ cần cho công dân và tạo thuận lợi trong các giao dịch dân sự.